bao gồm là không được xâm nhập này, đấy, cơ quan báo chí thì được tiếp cận ở đâu này, ai sẽ là người phát ngôn này, vân vân, để chúng ta làm xoa dịu, để làm dịu nhẹ đi cái cuộc khủng hoảng đó. Hoặc là chúng ta lại nhân cái dịp đó chúng ta lại lấy được những cái tình cảm, đúng không ạ? Lấy được những cái giá trị mà trước đây chúng ta không nghĩ tới. Ok nha, chúng ta không được phép đăng bài hay trả lời trực tiếp một cách công khai cho một người nào hay là một câu hỏi cụ thể nào đó. Và nếu như mà chúng ta không tham gia vào các cái việc giải cứu này, hay là chúng ta không có vai trò, đúng không ạ? Vâng, chúng ta cũng không nên tham gia vào các cuộc tranh cãi ở trên mạng để đáp ứng yêu cầu của họ, hay là kể cả về cái kỹ năng mà phóng viên người ta gọi điện thoại thì chúng ta cũng không nên trả lời họ qua điện thoại, mà hãy mời họ đến văn phòng để làm việc. Hoặc là khi mà làm việc đấy thì chúng ta cũng có thể có luật sư làm việc cùng để giảm thiểu được cái rủi ro cho chúng ta, đúng không ạ? Vâng, chúng ta hãy đặt mình vào cái vai trò của họ và để chúng ta sẽ hiểu cái điều đó. Vâng, thì cái lời khuyên về cái thiết lập vành đai là chỉ dành cho những cái sự kiện nó rất là lớn thôi. Ok, tiếp tục. Đó là chúng ta khi mà chúng ta xử lý khủng hoảng truyền thông thì chúng ta hãy ưu tiên, và hãy ưu tiên và tối quan trọng đó là chúng ta chỉ nói sự thật mà thôi, đúng không ạ? Tất nhiên các sự thật này nó sẽ được nói một cách khéo léo bằng cách sử dụng các ngôn từ hết sức là hợp lý, đúng không ạ? Vâng, để đảm bảo chắc chắn rằng là những cái thông tin được gửi tới thông tin đơn vị truyền thông, báo chí, cộng đồng mạng, đúng không ạ, là những cái thông tin chính xác, và những cái ngôn từ chúng ta phát ngôn là những cái từ thực sự là chúng ta muốn họ nghe được, đọc được, chứ không phải là từ một cái người khác họ lại xào xáo chúng ta, đúng không? Bởi vì chỉ cần một thông tin sai lệch thôi, một cái thông điệp mà nó không đúng thôi, thì công chúng cũng như là mạng internet, mạng xã hội sẽ bắt đầu là bóp chết bạn, đúng không ạ? Họ sẽ đào bới bạn. Đấy. Với vai trò là phải xử lý khủng hoảng thì chúng ta nhớ rằng là đừng đưa ra thêm những cái thông tin bất lợi cho chính chúng ta nữa mà chúng ta không có nghĩa vụ phải công bố. Điều này cũng rất là quan trọng nhé. Ý tôi muốn nói là gì? Chúng ta không nhất thiết là không nên đưa ra những cái thông tin mà gây bất lợi cho chúng ta, mà chúng ta không có nghĩa vụ phải công bố, đúng không ạ? Đôi khi chúng ta không phải nói dối, nhưng mà chúng ta không nói ra cũng sẽ tốt hơn, đúng không ạ? Vâng, nếu mà phải thừa nhận mọi thứ thì hãy thừa nhận bằng cái sự chân thành, sự hối lỗi, và không đổ lỗi, không đá mắng bóng sang chân người khác, thái độ nhẹ nhàng cầu thị. Chúng ta nhớ đấy, đúng không ạ? Vâng, thí dụ như là với vụ việc của Khải Siêu thì một lời xin lỗi cũng đã giết chết toàn bộ thương hiệu, bởi vì với cái lỗi đó quá khủng khiếp. Thế nhưng mà với trường hợp của ca sĩ mà bị tố cáo, bị một cái bạn vũ công, bạn ấy tố cáo vì gạ tình, về tấn công tình dục, đúng không ạ? Chỉ một lời xin lỗi và họp báo trong vòng 1 phút là đã úp được vụ việc, đúng không ạ? Đấy, chúng ta thấy cũng hai lời xin lỗi của hai vụ việc thì một cái xin lỗi xong chết luôn, một cái xin lỗi xong úp xong vụ việc. Tất nhiên là người ta cũng đã bị tổn thương, người ta cũng đã có những hậu quả, nhưng mà ý tôi nói là sau vụ việc nó còn không bùng phát nữa, đúng không ạ? Giống như là một cơn mưa đã dập xuống một cái đám cháy rồi. Còn tất nhiên đám cháy đã đi qua thì sẽ có những cái thứ nó phải cháy, phải chỉ còn là tro tàn. Tiếp tục, đấy là chúng ta phải chuẩn bị về người phát ngôn, thì đây cũng là một cái giải pháp, đúng không ạ? Đối với đối ngoại thì tôi muốn nói kỹ hơn về cái phần người phát ngôn. Đấy, chúng ta cần phải điều phối một cái tổ chức hoặc là một cái cá nhân để phát ngôn, đúng không ạ? Những cái chuyên gia được huấn luyện chuyên nghiệp và dày dặn với các cái tình huống xử lý khủng hoảng truyền thông, cũng như là có khả năng ăn nói trôi chảy trước ống kính máy quay, trước các cái ghi âm ghi hình, đúng không ạ? Sử dụng ngôn từ vô cùng là khéo léo và tinh tế. Đấy, các cái phát ngôn viên mà giỏi, đúng không ạ, chuyên nghiệp thì họ sẽ giúp vụ việc xử lý rất là hợp tình hợp lý và có thể nhẹ nhàng. Đấy, và họ cũng làm cho cộng đồng trở nên an tâm, trấn an tốt hơn. Đấy, tất nhiên là chúng ta phải đảm bảo rằng là các cái phát ngôn viên của chúng ta là được kiểm soát, được đào tạo và là người của chúng ta được thuê mướn, đúng không ạ? Hoặc là người mà chúng ta rất là tin tưởng và chúng ta cung cấp cho họ những cái thông tin một cách đầy đủ và chính xác nhất. Đó, chúng ta sẽ đưa ra các phát ngôn theo kịch bản của các cái chuyên gia đã quyết định như vậy. Đấy, và không thể cứ thích nói gì thì nói, đúng không? Thích trả lời thì trả lời,
trong một số trường hợp thì phát ngôn viên người ta sẽ đưa ra những cái cách là vâng, chúng tôi đã tiếp nhận thông tin, chúng tôi đang điều tra, đúng không ạ? Chúng tôi sẽ tìm hiểu và có câu trả lời sớm cho các bạn. Và điều này cảm ơn các bạn đã hợp tác, đúng không ạ? Đấy, thì cũng là một cái cách rất là hay.